Christine Sa xin trân trọng đón chào quý vị trở lại với chương trình Up Close and Personal với Christine Sa. Phải nói là cái người mà đầu tiên mà mặc cái bộ đồ của Thái đó, and I cannot believe là mình nói cái này là Trish. Lúc đó là trung tâm Asia, là Trish có một cái lúc đó Thái chỉ là cái cuốn 37 đó, là Thái chỉ là guest thôi, làm cái collection áo dài thôi chứ chưa có làm đồ, chưa được phép làm đồ cho ca sĩ, phải không? Tại lúc đó mình chỉ là con tép thôi mà. Thì something happened với bộ đồ của Trish á. Trish không có mặc được. Như là lúc đó ai may gửi qua không có mặc vừa, mà làm màu trắng hay sao, cái lên lighting không có đẹp hay sao. Thì Trish mới tới nói Thái, can you help me? You know, có thể giúp cho Trish được không? Mình nên something happened ở bên Toronto đó, Thái không có biết đường đi gì hết, mà có người chở Thái với Trish tới Chinatown mua vải về trong khách sạn á, may tay thành một cái bộ đồ của Trish trong cuốn 97. Thì nếu quý vị có muốn coi lại thì coi lại cuốn 97, cái bộ đồ màu xanh. Cái đó là cái bộ đầu tiên Thái làm. Nhưng mà sau đó thì làm cũng rất là nhiều, biết không? Rồi tới nó qua trung tâm Vân Sơn á, thì là Cát Tiên là người mặc bộ đồ của Thái đầu tiên. Là tại vì Thái với Cát Tiên đi một cái show chung ở bên Seattle á, một cái show từ thiện gì đó. Xong đến cuối cùng người ta nói Thái rinh mấy cái thùng để đi xin tiền á. Xong Thái nói, thôi không có đi một mình đâu, em đi với Cát Tiên đi. Xong em rủ Cát Tiên, and then she was so cool, you know. She's like, ok, đi với Thái. Thì lúc đó làm bạn. Thì Thái mới làm cái bộ đồ đầu tiên cho Cát Tiên là ở bên Houston. Nhưng mà cái đó bộ đồ đó không có gì hết, nhưng mà cái bộ đồ ở Australia đó, lúc mà làm cái bộ đồ đó đó thì là thấy cái bộ đồ thì mặc thì ok, nhưng mà cái giày á, thấy gắn mấy cái dây rhinestone, mấy cái dây xích vô. So lúc đó mình chưa có kinh nghiệm, phải nói là kinh nghiệm nó chưa có good. Thì suy nhảy, you know Cát Tiên suy nhảy nhiều lắm, xong cái dây á, nó văng đó, nó rối tùm lum tà la cái dây đó, you know. Nhưng mình coi lại mình thấy I feel so bad, là nó so messy, văng nó tùm lum tà la, you know. Qua Thúy Nga thì là chị Kỳ Duyên là người mặc đầu tiên đồ của Thái. Mà lúc đó là giống như Thái hơi còn Mỹ quá đó, cho nên Thái nghĩ hình như Thái làm cái bộ đầu tiên cho Kỳ Duyên là mình coi lại nó rất là nhiều màu. It's a lot of color, rất là nhiều màu luôn á. Bây giờ xong hỏi chị Duyên còn giữ cái áo đâu. Thôi nó nhiều màu quá, chị sợ quá, chị đem chị cất cái đâu mất tiêu luôn. Tâm Đoan, you know, Tâm Đoan là mặc áo dài của Thái cũng rất là nhiều. Mà giống như là Tâm Đoan là một người khách nó rất là lạ, là tới là chỉ tới ban đêm thôi, không có tới ban ngày, you know. Tại she muốn take time, you know. And then she nói mình một quá may áo cho Tâm Đoan rồi thì mới quen cái người của Tâm Đoan á, thì rất là vui. Nhưng mà lúc đầu hình như Thái may áo cho Tâm Đoan là cho Vân Sơn á, thấy thử áo cho áo Tâm Đoan là lúc Tâm Đoan chưa có ở bên đây, ở bên Toronto thôi. Thì mới lúc qua là ở chung nhà với Minh Tuyết đó, thì thử áo cho Tâm Đoan ở đó là mắc cười là vui lắm. Xong là thấy nghĩ hình như cái áo đầu tiên Tâm Đoan mặc của Thái là lúc hát chung với Nhã Thanh với Trường Vũ á. So, cái áo dài trắng á, xong rồi vẽ hoa đi tùm lum lại rồi đó. Xong rồi qua Thúy Nga gặp trở lại, tình chị em nó trở lại. Nhưng mà gần đây nhất thì là lần đầu tiên Christine được xuất hiện trong cuốn Vân Sơn ở bên Atlanta. Thì dĩ nhiên Đoan, you know, là mi làm áo cho Đoan, cho nên Đoan dẫn Christine tới. Nên nói Christine nó hát cái gì, nhạc quê hương. What? Nhạc quê hương hả trời? Đâu có bao giờ biết Christine hát nhạc quê hương đâu. Nó mặc sao? Nó mặc đồ sao, quần tây rồi. No, nó mặc áo dài. Hả? Áo dài? You know, it's completely different. I was like so shocked. Lựa một cái màu xanh khác, màu xanh ngọc, which is I think is really nice. Nên mặc cái quần trắng. Thì là cái basically là cái style của Thái đó, là Thái dùng cái gì cổ truyền của Việt Nam mình, nhưng mà kết hợp với lại cái gì của cái hơi Tây phương tí xíu. Thì là đó là cái tiệm xung quanh mà Christine thấy là cái style của Thái là như vậy. Thì cái áo dài của Thái làm cho Christine đó, thì nó cũng là như vậy. Trong cái chiều hướng đó là East Meets West, là một cái áo dài nhưng mà nó có cái đuôi, nó có cái dây ở đây, nó giống như cái áo gao chứ không phải là cái áo dài thường tí. Thì nói về một người ca sĩ đi, thì
như là Thái hỏi Christine hát cái bài đó ra làm sao, cái bài đó cái điệu nó ra làm sao, một cái âm hưởng gì, hoặc là cái setup ở trên cái sân khấu nó sẽ là cái gì, như là you know, rồi your favorite color, cái màu nào mà you thích hoặc cái màu nào mà nó lên da của you đẹp. Và nên xong mà you nói cho me là you muốn áo dài nhưng mà nó không phải là thuần tí áo dài, nó phải có hơi design tí xíu trong đó. Thì những cái đó là những cái câu hỏi mà Thái hay hỏi về cho ca sĩ để mình cho nó phù hợp với cái bài đó. Với Christine thì dễ, tại vì Christine lần đầu Thái làm việc với Christine, cho nên everything is new. Như là đối với Tâm Đoan thì không biết làm gì nữa rồi. Mỗi lần she gọi Thái, she gọi này mặc này mặc gì vậy? Thế này thì đâu biết đâu Đoan mặc màu gì rồi, giờ đừng có mặc màu đó nữa. Nhưng mà đối với người khách đó, như là một cô dâu á, thì Thái hỏi là trong cái team, trong cái đám cưới đó, cái team màu gì, muốn sexy là không sexy, muốn cái shape áo gì, muốn loại vải gì, rồi từ đó mình design ra, thấy sketch ra, rồi thấy đưa vải cho họ xem. Cái đó là cho một người khách, cho một người khách, một người ca sĩ. Còn nếu mà Thái design in general cho một cái collection của Thái đó, thì Thái dựa vô rất là nhiều cái nguồn cảm hứng khác nhau, như tiếng nhạc, đi xem nhạc, concert, xem phim, một cái bức tranh gì đó, hoặc là Thái hay nhìn những cái thấy coi phim, mấy cái phim hồi xưa đó, phim của Mỹ hồi xưa, classic hồi xưa mình lúc mà mình chưa sanh luôn á, tại vì theo Thái nghĩ là cái thời trang nó đi vòng tròn vậy nè, nó cứ repeat lại thì những cái gì mà hồi xưa Thái thấy nó rất là cổ kính, nó rất là đẹp, cho nên lúc mà Thái design á, Thái dựa vào những cái đó rất là nhiều. Ai đi tới cái tiệm của Thái hoặc là ai làm việc chung với Thái cũng nói là tại sao không có đi làm cho Mỹ, không cho nó lên mấy cái TV show đó như Project Runway rồi vậy đó. Nhưng mà Thái nghĩ là cái thời của mình nó chưa có tới, cái số nó chưa có tới, you know. Cho nên Thái không có nghĩ gì nhiều. Cho nên nó hồi lúc tháng 2 hả, tự nhiên Thái có một cái cú điện thoại gọi nói là có một cái show này on Bravo, it's a brand new show, cái một cái show mới gọi là Launch My Line, có nghĩa là phát hành một cái thương hiệu mới đi. Thì họ nói là mày có interested hay không. Thì Thái nói ok, yeah, I'm interested. You know, lên TV mà ai chả muốn, you know, giống như lên interview nói chuyện với khán giả thì ai cũng thích, phải không? Thì nó gọi Thái là 1 giờ, mà nó muốn gặp Thái là 3 giờ. Mà nó trên LA, Thái dưới đây. Mà cái giờ đó là giờ kẹt xe rất là nhiều. Mà somehow á, khi mà Thái bước ra xe á, mưa rất là lớn. Mưa tầm tã luôn. Thì lúc mà
lúc 3 giờ Thái mới đi có nửa đường rồi. Thái mới gọi nó I'm so, giống như là rất là trễ mà trời mưa cho nên khách ở bên dân ở bên Cali không có biết lái xe trong mùa mưa, tại vì không bao giờ mưa chứ đâu. Cho nó lái rất là chậm. Thì Thái lên tới đó là 5 giờ, trễ 2 tiếng đồng hồ. Kính thưa quý khán thính giả, Christine xin phép được ngừng câu chuyện thật là hấp dẫn của anh Thái Nguyễn cho một vài phần thông tin thương mại. Nhưng chương trình của chúng tôi sẽ trở lại liền. Thì Christine xin kính mời quý vị hãy trở lại với chúng tôi để lắng nghe phần cuối cùng của câu chuyện này. Don't go anywhere, we'll be right back.